Bất động sản Cần Giuộc Long An mến chào quý cô chú các nhà đầu tư. Lời nói đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh của em. Hôm nay em giới thiệu một căn nhà lầu nằm trong khu tái định cư Đặng Quỳnh, Tân Kim. Phía trước là vị trí căn nhà của em. Đây là con đường nhựa N4. Còn hướng ngược lại là ga Vòng Xây và ngã ba Tân Kim. Đó, phía trước nha quý vị. Khu dân cư hiện hữu, một căn nhà lầu, một trệt, một lầu nha quý vị. Đó, phía trước là vị trí căn nhà của em nha, đang giới thiệu cho cô chú anh chị và các nhà đầu tư. Một căn nhà lầu còn mới to luôn nha quý vị. Đây là con đường nhựa N4. Đường 10m, lề là mỗi bên 3m nha. Nhà còn mới đẹp luôn nha. Quý vị mua đầu tư, mua ở liền luôn nha quý vị, hoặc cho thuê. Đây, tới vị trí căn nhà em đang giới thiệu cho cô chú anh chị và các nhà đầu tư ha. Khu dân cư hiện hữu An Ninh nha. Tái định cư Đặng Quỳnh. Đường nhựa N4. Xe hơi, xe tải. 4 chỗ, 7 chỗ là ga vào thoải mái nha. Đây, một căn nhà đây em đang giới thiệu cho cô chú anh chị và các nhà đầu tư, một căn nhà lầu tuyệt đẹp nha. Nhà còn mới toan nha quý vị. Quý vị mua vào ở liền nha. Diện tích ngang 5, dài 18. Rồi bây giờ em tiến vào căn nhà ha. Phần phía trước là cổng và cửa và nội thất bên trong. Tường là hai bên, lốp gạch men hết toàn bộ nha. Cửa nhôm cao cấp. Hai tường là ốp gạch men hết toàn bộ nha. Nhà quá đẹp luôn nha quý vị. Mình mua ở hoặc cho thuê, đầu tư kinh doanh là ok nha quý vị. Đây là phần dưới hai bên tường. Đây là cái phần cầu thang lên lầu 1. Cầu thang thì làm bằng kiến và gỗ và đá hoa cương. Đây là phần lầu phía dưới, phần trệt. Phần phía sau là phần bếp và một toilet riêng. Ở phía sau là có một sân để phơi đồ. Ở đây là có một toilet nha quý vị. Tầng trệt ở phía dưới là ở bên ngoài, quý vị bước vô là một phòng khách. Phòng khách nào, phòng khách lớn nha. Bước vào bên trong là có phòng bếp và một toilet ở phía dưới. Còn đây là lên lầu 1 của mình ha. Và bây giờ em tiến lên lầu 1 cho cô chú anh chị ha. Thang tay cầm là bằng gỗ và kiến ha. Đá hoa cương lên trên lầu nè quý vị. Một căn nhà rất là đẹp nha. Mình đầu tư kinh doanh hoặc là mình mua ở, mình cho thuê là ok nha quý vị. Đây phần trên nè. Phía trước là phòng thờ, đây là một phòng thờ rất là lớn nha. Đây, đây là phòng ban công ở phía trước nha quý vị. Đây, một khung cảnh rất là đẹp nha quý vị. Khu dân cư là rất là đông đúc nha, nhà dân sinh sống rất là đông nha. Nó phía trước là con đường nhựa N4 đó quý vị. Quý vị cứ đi thẳng ra rẽ tay trái là tới Vòng Xây của Tân Kim rồi. Rồi ở tầng trên á là hai phòng ngủ lớn nha quý vị. Hai phòng ngủ lớn và một toilet.
và một phòng là phòng thờ ha. Rồi em bây giờ mình tiến vào ở phía trước xuống tầng dưới ha. Nhà mới đẹp luôn nha quý vị. Nhà rất là đẹp. Mình mua ở hoặc mình cho thuê là ok ha. Tái định cư Đặng Quỳnh, khu vực VIP của Tân Kiên ha. Rồi, nhà là sổ Hồng Viên nha quý vị. Nhà sổ Hồng Viên, diện tích là ngang 5, dài 18, đất ở tại đô thị ha. Nhà thì một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai toilet, một phòng khách, một phòng thờ. Giá bán 3.500.000.000. Rồi em xin nhắc lại một lần nữa, em kết thúc video luôn ha quý vị. Nhà một trệt, một lầu, hai phòng ngủ lớn và hai toilet, một phòng khách, một phòng thờ và một phòng bếp. Nhà đẹp, mua ở hoặc đầu tư kinh doanh hoặc cho thuê. Nhà quá đẹp, còn mới luôn nha quý vị. Giá bán 3.500.000.000, bao thế, giấy tờ ra công chứng luôn nha quý vị. Nhà sổ Hồng Viên, đất ở tại đô thị, tái định cư Đặng Quỳnh. Đường trước nhà là đường xe hơi, xe tải ra vào thoải mái, đường nhựa 10 mét, lề là mỗi bên 3 mét nha quý vị. Nhà cực kỳ đẹp, còn mới to luôn nha. Đây là cái hướng này là ra vòng xoay Tân Kim nha quý vị. Khu dân cư hiện hữu, an ninh ổn định nha. Đèn đường camera đầy đủ nha. Xung quanh gần chợ, trường học, Bách Hóa Xanh, siêu thị. Thuận tiện cho các cô chú anh chị đầu. Rồi em xin kết thúc video luôn ha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các nhà đầu tư luôn theo dõi ủng hộ kênh của em nha. Quý vị nào chưa đăng ký kênh nhớ đừng quên đăng ký để theo dõi video tiếp theo, cũng như là giá cả thị trường của bất động sản Cần Giuộc, Long An. Em xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.